Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game ARK nha. Ok, vừa hở mà chết một con rồng rồi. Bây giờ thì mình chỉ còn con này thôi. Mới lên cấp hả? Up cấp. Đam đi. Con này thì nó không ngon bằng con kia. Tại vì con kia lúc mà bắt đã level cao lắm rồi, 200 mấy rồi. Còn con này thì lúc mà bắt thì level 100 mấy. Mà nói chung vậy là cũng được rồi bạn ơi. Vậy là cũng được rồi. Đòi hỏi làm gì? Mà xui con cái là cầm con rồng bự đi lại chết mới nhục, mà thật sự là không chạy kịp bạn. Thật sự là không chạy kịp luôn á. Thiệt, còn cái này giờ nó bắt đầu nè. Bây giờ mình chết hết mấy cái con là thắp sáng luôn rồi. Đúng kiểu luôn rồi. Giờ là mình chỉ còn có con này nữa thôi đó. Mình phải đi tem nhiều nữa bạn ơi. Tại vì thường mà biết sao, có con này nó mới đi xuống chỗ kia, nó mới không có bị tối, với lại không có bị con Nameless nó cắn. Chứ không thì nó cắn mình chắc cũng tuột quần. Con này có lên level nữa được nữa không? Con này lên 3 level mắc luôn rồi. Hồi này hồi nhà hồi, hồi lúc trước tem nó hơi thấp á, anh sao đó. Ở chết màu tăng máu làm cái gì vậy, quên nữa. Vậy đi. Rồi đó, sáng trưng sáng trũng liền ha. Con rồng này thì màu đẹp không? Lông lá đồ màu xanh, màu đỏ đủ thứ ha. Ok. Bây giờ hôm nay thì mình sẽ có làm một video về ui, con rồng này nó ngậm cái gì à? Trời ơi, tưởng nó ngậm cái gì trong miệng, tưởng ngậm bí kíp võ công. Ai à, dạ không, cái này là cái yên vậy, cái yên nó ngậm trong miệng như vậy. Vậy thôi, con nhỏ nó ăn làm sao nhờ. Ôi tội nghiệp thật sự. Tội nghiệp thật sự. Bây giờ mình đi kiếm miếng đá. Đá còn không em? Không hả? Không thì đi ra kiếm miếng đá. Tại vì mình muốn chế một số cái sàn đá với lại cái nhà đá để mình đi tem con rắn bạn. Đi tem con rắn. Con rắn đó thì nói chung cũng rồi cái khúc này không 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 đập được. Con rắn đó thì cũng dễ tem. Mình còn ở trong rương tới gần 10 cái trứng lận. Mình nghĩ là 10 cái trội. Vãi lời, con này đập đá kiểu này thì xài làm sao cho hết. Không lẽ mình nâng cấp cái nhà lên nhà đá ta, mà không được. Nâng cấp thì nâng cấp nó phải lên nhà sắt luôn, chứ còn nâng cấp lên nhà đá thì nâng làm gì bạn, đúng không? Nâng cấp thì nâng cấp lên nhà sắt luôn. Bây giờ mình đi mình xây, mình lấy đỡ 4.000 đá rồi đi cũng hết nổi luôn á. Thát. Ok. Sao mà gỗ đúng không? Gỗ đâu nhờ? Gỗ hả? Hình như là gỗ mà gỗ đâu rồi? Gỗ ở đây 3.000 nữa. Đó mình sẽ chế stone. Đây mình chế foundation nó khoảng chừng mình tính xây một cái nhỏ thôi, 3 x 3. Quên, không phải 3 x 3 thì nó ngắn quá, con rắn nó hơi bị dài bạn, cho nên nếu mà 3 thì nó phải khoảng 10 đi, là 30 cục này, 30 cục vãi lời nhờ. 30 cục là dữ dằn ấy mà, 30 cục hả? Như vậy thì cũng nhiều, thôi kệ 30 cục đi, tính 30 đi cho nó dễ. 30. Rồi, 30 cục này. Tường thì cũng 10, 10. 10 10 10 là 20, 26 vách tường là đẹp. Nhân lên không ta, hay là mình xây cao lên chút chạy con rắn nó bò ra không ta? Chắc là xây cao 26 là thành là 42. 52, 52. 52 cái này. Rồi. Ủa sao cái kia nó đâu vậy? Mấy cái cũng bằng stone luôn à, vậy là mình chưa học cái đó hả? Phải lờ. Mình ở nhà gỗ không à, cho nên bây giờ mình mới chơi đi học với nhà đá nè bạn, cho nên là nó hơi lạc hậu. Stone Celling. Phải không ta? Đúng rồi, Stone Celling. Stone Blair, cái này là cái cầu thang mà bằng đá. Rồi chắc vậy là đẹp rồi đó. Chắc vậy là đẹp rồi đó. Này có gì đâu à, cái này là cái à không, cái không đồ học stone stair là cái gì, học cái này mới đúng nè, đúng không ta? Cái này mới đúng nè, đúng rồi, học cái này luôn. Rồi tôi chế nhiều lắm luôn các bạn. Đó, bây giờ mình chế nhiêu đó thôi là mình có thể đi bắt được con rắn rồi. À không, phải chế chế cái này nữa.
Nếu mà hai hả? Hai là khoảng 6 6 9 đi, 9 đi. Ôi được có 8 mà, thiếu gì nhờ? Mình cần để xây một cái nhà để mình dụng rắn vào bạn. Dụng rắn vào. Chết rồi, nặng quá. Sao càng chế nó lại càng nặng nhờ? Mình à lúc nãy là mình không còn không đi được, nó bây giờ nó bắt đầu nó đi được rồi. Ok, ráng 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 rớt ra bỏ vô con rồng mới được. Bây giờ là mình phải đi kiếm một con rắn level cao cao. Con rắn thì nó bone xung quanh nhà mình cũng khá là nhiều bạn. Nó bone xung quanh nhà mình cũng khá là nhiều. Cho nên cũng không 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 ngại lắm đâu. Không ngại lắm đâu. Mình nghĩ là mình đi vài vòng là mình có thôi. Mình đi vài vòng là mình có thôi. Ok. Con này mating còn 10 tiếng nữa mới đẻ được cái trứng nữa. Hai con này giờ đâu có xài đâu bạn, mình xài con kia không à. Mình xài con kia không à. Rồng. Gửi cái này vô được không em? Nặng không? Ôi làm gì nặng. Rồng nói thường anh ơi, thường anh ơi, chơi tới luôn. Nhẹ nhàng. Ui. Vậy mà sao nặng dữ vậy ta? Đâu có gì đâu nặng ta, có 400 mà, vậy là mình phải nâng quay cho con này mới được. Mình là mình không có cái gì để nặng rồi đó. À có xíu gỗ với lại xíu đá thôi mà. Rồi cung kiếm đồ nhiều quá đó bạn. Mà sao đồ mình nặng dữ ta, không biết mình ăn uống. À mình chứa 300 cái thịt đùi ở đây, bởi vậy nó không nặng sao được bạn. À, nó 300 cái thịt đùi nó chứa biết bao nhiêu tệ, biết bao nhiêu cái sao ta, là cái ồ 600 cái thịt đùi nữa. Thì bạn muốn bao nhiêu cái thịt đùi ra đây mình cho hết, nhẹ hơn nhiều luôn chứ bạn. Cái này 17 kg. Ủa vậy đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu mà nặng ta. Mình lấy hai, chắc là 100 cái đi là đẹp. Đó, vậy là đẹp rồi. Đó, vậy là để xuống ăn là vừa, phải không? Nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Với lại tên ngủ, không biết tên ngủ mà giờ mình làm gì nữa luôn á. Nói thẳng luôn là giờ không biết tên ngủ mình làm gì luôn. Bây giờ đâu có tem con gì nữa bằng tên ngủ đâu. Lít thép ra, đó, để ra. Nhẹ hơn được chút. Nhẹ hơn được chút, gỗ, ngàn gỗ để ra luôn. Đó, nhẹ hiu lên. À quên. Chết rồi, phải chế cái selling nữa. À phải chế cái selling nữa. Lấy con này đi đập đá. Đập đá em ơi. Đập đá em ơi. Đập đá đi. Đập đá đi 2.000. Vui sức xài. Rồi. Selling. Đây. Nếu mà 3 thì mình chế khoảng 6 cái là đẹp nhờ. 6 cái thôi. Tóm lại là cái gì nó cũng phải vừa thôi bạn. Đừng có quá. Quá thì nó không tốt. Quá là không tốt, vừa thôi. Chở đi nó đặc biệt là nó ít nặng là thứ nhất nè. Hai là mình xây nó cũng vừa phải. Nó không có tốn của nhiều mình nhiều quá, bạn thấy chất không? Bạn thấy chất không? Mình ở thì mình ở nhà cây mà xây bẫy thì mình xây bằng đá. Ngầu không? Ngầu chưa? Ok. Chứ không xây bằng đá quái nó cạp, cái nhà gỗ này thì chắc là khoảng chừng 2 phút 30 giây là xong. Rồi đó. Đi thôi bạn ơi. Bây giờ mình đi vòng vòng mình kiếm. À không, khoan để mình coi cái trữ lượng trứng của mình còn bao nhiêu. Trữ lượng trứng của mình còn bao nhiêu. Tủ lạnh ơi. Ủa. À cái trứng. Ồ. À cái trứng để bên kia. À để bên kia, để mình qua bên kia mình thấy mình lấy cái trứng thử coi cái trứng nó còn bao nhiêu cái. Không thì mình đi xuống dưới mình lụm mẹ mày khoảng chừng mấy mấy chục cái nữa cho nó chắc ăn hoàng. Basilic, tem con rắn đó thì ha mình quên coi cái yên con rắn đó là gì. Trời con rồng này bay sướng thiệt luôn á. Ôi mẹ rớt xuống rồi. Gì kẹt hả? Chưa qua lỗ nè. Thấy biểu diễn kỹ năng bạn chưa qua lỗ ấy. Ghê chưa?
Rớt mẹ xuống đây luôn rồi. À hết stamina, vãi lờ. Con này stamina yếu quá bạn ơi. Vậy là mình phải tăng stamina cho con này rồi. Stamina nó yếu quá. Bay chút xíu hết stamina rồi. Ở bên đây thì có chuột. Chuột với lại cua, mình gửi bên đây. Đi lấy chuột farm mẹ miếng gỗ à. Không biết chuột còn gỗ không? Không có. Rừng ở đây thì thoải mái bạn. À, rừng ở đây thì thoải mái cho nên farm gỗ dễ. À, rừng ở đây thì thoải mái, vô đây cạp là thoải mái luôn. Gỗ biết bao nhiêu cho đủ. Ô, quên biết bao nhiêu cho hết. Chơi hết bạn. Vô đây cạp vài phát được 10.000 gỗ nhẹ nhàng. Nghe không? Gỗ ở đây là thôi là xài là vô biên. À, vô biên. Đó. 900 gỗ một cây nha bạn. 900 gỗ một cây là cây đó nó nhỏ rồi đó bạn, chứ nó mà cây to là nó khác lắm á. Mà nó vẫn chưa, nó vẫn chưa ăn được cây bự ha. Mấy cây bự kiểu để trang trí thôi bạn ơi. Để mình coi trứng sao. Trứng đâu nhỉ? À trứng để trong tủ. 1 2 3 4 5 6 7, 7 trứng. Có trứng level 21 khá cao. Nhưng mà mình nghĩ đó 7 trứng vậy là chắc đủ rồi bạn ơi. 7 trứng vậy tem một con level thấp thấp thì chắc không được rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải đi tìm con Basilisk ở đâu mới là vấn đề. Sẵn tiện đi xuống dưới luôn. Mày mày tem tem ở dưới thì cực lắm, tại xây cái bẫy lên nó mệt lắm. Mà nó quái dưới nó đông nữa mẹ. Phải ở trên đây nó có nha. Ở trên đây Basilisk nó vẫn bon ra nha, cái con rắn nó vẫn có nha bạn. Nhưng mà nó không nhiều thôi. Ở dưới đó thì nói chung là ở đâu cũng thế. Con rắn đó thì không phải chỗ nào cũng có, mà lâu lâu nó sẽ bon ra chỗ nào một con á. Một con thôi chứ không có nhiều mà, hiểu không? Bây giờ cầm rồng xuống đây khác gì bá chủ đâu bạn. Cầm rồng xuống đây khác gì bá chủ đâu, sẵn đi xuống dưới lụm trứng luôn cũng được luôn á. Nói thẳng là cầm rồng đi xuống dưới lụm trứng luôn cũng được luôn, dễ dàng luôn. Ở đây nằm nằm tầm này đi thẳng tới là đẹp đúng không? Rồng thì của rồng của mình thì nó nói chung nó cũng không mạnh lắm. Con rồng này nó yếu hơn rồng kia nhiều. Lên được 2 level mình phải tăng stamina cho con này mới được. Tao con này stamina nó thấp quá bạn. Stamina nó thấp quá. Con rồng này sẵn tiện bay luôn cũng được, leo lên cũng dễ nữa, cho nên là mình không ngại đi lạc đường bạn. Cứ chơi thôi, cứ chơi thôi. Ủa, ở đây hú gà quá trời luôn. Cái này mà chế mấy cái đồ mặt nạ phòng độc là thôi trầm. Đây là ở đâu vậy nhỉ? Đi xuống dưới đây một chút nữa. Không, bây giờ đi di chuyển nó nhanh hơn hẳn bạn, mặc dù nó không phải kiểu bay mà nó có thể làm một phát tới luôn mày không. Nó không phải kiểu đó nhưng mà có còn hơn không mà. Trời hết stamina, hèn chi sao nó đang bay cái nó dừng lại, vãi lời thật. Tới khúc này là khúc trên kia là mình có thể đi xuống được á.
hết stamina. Phải lờ. Sao nó đứng mà nó không hồi được stamina vậy ta? Khúc này là mình có thể đi xuống cái chỗ kia được nè. Mình có thể đi xuống cái chỗ kia được á. Đi xuống sẵn tiện lụm trứng luôn. Sẵn tiện nếu mà gặp con nào thì mình xúc con đó luôn bạn. Sẵn tiện gặp con rắn nào thì mình đẩy luôn. Là hợp lý. Xuống dưới lụm trứng, nếu mà lụm được cái trứng nào mà level cao cao một chút thì thôi nha. Thừa nước đục thả câu luôn chứ sao giờ bạn. Lẻm luôn. Cái con này stamina nó bị thấp quá đó. Mẹ mày, ui con này trâu nha. Ôi trâu thật. Trâu này. Đứng đây thở chút xíu bạn, stamina. Ủa nó đâu nặng lắm đâu mà hao stamina dữ vậy ta. Thở đi em, thở đi. Free. Ủa, à cái con này mà nếu mà nó đậu như vậy á thì nó không hồi được stamina. Thôi ôi khổ nữa. Xuống vậy nó mới hồi được. Hèn chi sao thấy nó không hồi stamina. Vậy là nó đậu nó sẽ không hồi được stamina bạn à. Lạ thật nha. Bay theo đúng cái đường đó luôn các bạn. Bay theo cái đúng cái đường mà mình đi xuống luôn. Cái này đồng máu lên chút cũng được. Tại cái đường này nó dốc mà. Mình nếu mình bay theo cái đường này thì nó kiểu như là nó sẽ có, nó thuận gió luôn các bạn. Xuống. Gì đây? Tụi bay có vẻ như không biết đá biết vàng là gì. Mày không có một chút xíu gì đó tự chủ hết hả? Gặp là cắn à? Mình đi bên này mới đúng chứ. Đúng không? Đi bên kia nó cục đường, đường cục các bạn. Đi bên này mới đúng. Lại đi xuống đây ăn cắp trứng một lần nữa. Ăn cắp trứng để bắt con rắn. Đó. Bồ thấy xuống dốc ghê không? Xuống dốc như tàu lượn là lượn. Dừng. Mẹ đâm đầu vách núi chấn thương sổ khỉ là kỳ lắm luôn các bạn. Ôi lạng quá. Ôi dữ quá. Từ từ dừng lại để tôi coi khúc này. À khúc này là nhớ rồi. Để đi lạc bạn ơi. Mình mới xuống đây có một hai lần gì thôi. Để lạc là chết. À khúc này là phải qua bên kia đúng không? Tao biết mà, khúc này là đi xuống đó mà bạn. Rồi mình biết mà. Đó bây giờ đi xuống nó lẹ hơn nhiều bạn. Có con này đi xuống nó lẹ hơn nhiều. Lẹ hơn gấp trăm lần. Nhảy mẹ mày xuống đây luôn cũng được. No, ve lại. Rớt xuống dưới là khó coi lắm á. À, nhưng mà tóm lại là giờ rớt xuống đâu mình con này cũng leo lên được hết á. Nó tự chủ mà bạn, tự chủ hoàn toàn. Đây, tới chỗ nè đúng không? À, tới chỗ rồi. Bây giờ thì mình đứng hồi mana cái mình gieo mình xuống dưới thì mình coi cái trứng nào nằm đâu cái đã. Coi trứng nằm đâu cái đã. Nhảy thôi. À đằng kia. Thấy nhé. Con này to quá. Cái trứng này level nhiêu vậy nhỉ? Trước level 32 cũng được. Cũng tại à đằng kia nữa kìa. Thấy rồi. Con nào đấy. Mày có vẻ như không biết đá biết vàng.
không biết đá biết vàng là gì hết. Lừa hả? Rồi, leo lên. Bẻ cổ vô, đúng rồi. Nhảy ra cái rớt xuống cái ổ nè. Lấy bao nhiêu? 272. Woohoo! Ngon, 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 ngon. Mày nè, có vẻ như tao nói rồi. 272 nha bạn. Ok, ok, ok. Ở đây nữa. À, phải quay đầu vô, quay đầu vô, quay đầu vô. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Lợi đây. Lợi đây. Lợi đây. Lợi đây. Bơi bơi lại đây hết nè. Bơi lại hết nè. Bơi lại hết nè. Trời, trâu dữ vậy. Trâu dữ vậy. Ui trâu nha. Hai con nó đánh đâu đấy bạn? Đừng đùa. Một con ui, con level 140, 144 hàng chi. Sao mà trâu dữ vậy? Sao mà trâu dữ vậy? Trâu ghê nha. Ghê nha. Ui level 272 rồi. Vậy là trứng rồng của con đó bạn, 272. Ngon quá. Sao như vậy được nha? Đúng rồi. Nhảy xuống rớt cái này là 140 nè, đúng không? Level 40. Rồi ok. Đâu nữa không? Sẵn tiện lượm một phát là nó sạch luôn bạn. Đâu nữa không nhỉ? Mình hết thấy rồi. Wow, hơi nặng rồi đấy. Ừ, ok. Ừ, đây hết rồi bạn ơi. Có mấy cái à, lâu lâu có nó spawn lại có mấy trứng rồi bạn ơi, chứ không phải spawn nhiều. Thì đương nhiên rồi, đẻ trứng nó cũng phải cần lâu chứ đâu phải muốn nha mau là mau đâu bạn, muốn đẻ là đẻ đâu, đúng không? Ờ à, nó cũng lâu chứ. Trời ơi cái gì vậy nè trời, không có cái nào luôn hết ta. Xui dữ vậy. Rồi. Hình như khu này thì chỉ có khúc, cái khúc này là có trứng thôi à. À đây 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 còn cái trứng nữa nè. Trứng là level bao nhiêu đây? 21 cũng được. Đằng kia nữa kìa. Level 6 phải lờ. Nhiều nha. Level nhiều nha. Nhưng mà có cái trứng level 272 nghe. Chất thiệt luôn á. Chắc về mình phải nuôi cái trứng level 272 này thôi. Wow. Xuất sắc thật sự. 272 nha. Nghe được lắm luôn. Ê. Đây còn gì nữa không ta? Chắc hết rồi. Khu này hình như hết rồi bạn. Hết trứng rồi. Ừ, hết trứng rồi. Trời ơi. Nè, thể dục ra. Nghiệp đi. Kiếm nem lẹt bằng để làm gì? Đánh kiếm cái nọc, à, đánh cái kiếm cái nọc con nem lẹt bằng. Ủa sao không có gì ta? Sao không có cái nọc đó? Phải có cái nọc con nem lẹt này nó thì về mình nuôi rồng mới được bạn. Về mình nuôi rồng chứ không nó không tăng food. Rồng con thì nó không ăn cái nó ăn thịt nhưng mà rồng lớn thì nó sẽ ăn thịt. Rồng lớn sẽ ăn thịt. Còn rồng con thì nó bắt buộc bạn phải phải sử dụng có cái nọc con nem lẹt đó, cái nem lẹt
cái bình màu xanh xanh ở nhà mình hình như cũng còn thì phải, nhưng mà kiếm thêm cho chắc ăn. À, kiếm thêm cho nó ăn, nuôi con rồng level 272 này lên thì nó cũng tốn kha khá đấy. Con này nó sáng quá cho nên là nó anh em lẹt không ra nữa. Này nó ra kìa. Ôi không có luôn. Farm cái này kiểu như đúng kiểu là farm luôn các bạn. Farm đứng im mà farm, dục bớt mấy cái thịt này nhiều quá. Thật giữ thịt đùi chắc ăn cũng đủ. Nào, lẹt đâu rồi? Lẹt ơi. Lẹt ơi. Lẹt ơi. Sao không có con lẹt nào ra hết vậy? Bị giết hết rồi, khu này hết rồi à? Đâu có, nó spawn hoài à. Nó spawn ra liên tục chứ đâu phải spawn kiểu vậy. Nè, tao đi xuống đây luôn nè. Đó, đó, đúng rồi. Ôi, không có thiệt luôn. Thiệt vậy luôn hả bạn? Thiệt vậy luôn là không có thiệt luôn hả? Kỳ vậy ta? Mình nhớ là nó phải có chứ ha. Ờ nó phải có chứ. Mẹ tăng đam nữa nè, rồi sao? 2000 stamina chắc xài đủ rồi bạn ơi. Nâng mẹ 3000 lướt cho nó lên nó đã luôn. Lên đi em ơi. Trời, level cao vậy? Cạp 500 không á nha, mà mấy phát nó mới chết. Vãi lời. Ủa tại sao nó lại có con nào cạp đó 2000, còn có con cạp có 2 có 500 vậy ta? Giáp xịn hơn à. Ờ này bạn thấy không, con cạp có 500 nè. Ờ con kề cạp có 2250. Ờ đúng kiểu nem lẹt mà nó cũng có 3-4 loại thành phần nữa. Hình như ở đây nè phải. Cái gì đây? Đây đây đây, đúng rồi, có hai bình. À vậy nó sẽ rớt ra cái túi hả, rồi nó mới có nó mới mình mới ăn vô là mình thành cái nó mới lụm mới cái được cái độc à. Oh. Cực nha. Lên đây em. Lên đây bố mày chấp hết. Rồi. Lâu lâu cái nó bị giảm đam nè bạn thấy không? Ôi con này cạp đâu thế? Level bao nhiêu vậy bạn? Level 200 này, 200 UN 112 này. Thôi, lại lụm con này đi về thôi bạn ơi. Đi về là được rồi đó. Xe hon lên level. Lên. Chuồng thôi, chuồng khỏi chỗ này thôi. Mình lụm được cái trứng xịn quá xịn rồi bạn. 2004 nè. Rồi. Bây giờ đi lên nó mới là vấn đề nè bạn. Mình phải kiếm cái chỗ nào mình đi lên nó gọi là nó thông thoáng nhất có thể, phải không? À, thông thoáng nhất có thể. He he, thấy không? Rồng giờ mình bay là thoải mái luôn mà. Giờ mình cứ nhắm vách tường rồi mình đu thôi. Đó. Nhắm vết tường mình đu nè, đu là. Ô ghê chưa, ghê chưa. Ui. Vãi, đây có bộ xương con gì to vãi nờ rồi. Ui kinh nhờ, bộ xương đen thui luôn. Con này chắc chắn là nó phải là nó bị gọi là giống như trúng độc rồi bạn. Nó bị độc đen thui bộ xương luôn. Xương thường thường ta trắng mẹ ơi, không có ai đen đâu. Đen như vậy là nó bị trúng độc rồi đó. Đó bây giờ mình đi thẳng cái đường này lên luôn. Ghê chưa?
Mà leo như vậy thì sẽ tốn stamina hả ta? Nếu mà không leo như vậy thì sao? Đứng im như vậy thì có hồi lại không? Hồi đi em. Hồi stamina đi. Hồi stamina đi chứ. Đứng đứng mà đâu có leo. Nghỉ leo rồi. Nó không hồi stamina luôn bạn ơi. Lường ơi lường. À đây hồi này nè, hồi nè. À không, vậy thì mình cứ đi thẳng đường này lên thôi, đúng không? Thì mà đu qua đu lại cũng tới trên à. Thấy không, đu qua đu lại cũng tới bên trên à. Mình tính hết rồi bạn. Nè, cái cục này là cục phát sáng ở trên kia đúng không? Nên mình đi lên nửa đường rồi nè, thấy không nè, đó, giờ mình chỉ cần bay quanh kia nữa thôi. Đi lên, đi lên, lên, lên. Đó. Cái khúc này nãy mình đi xuống mình nhìn quanh kia thấy không? Đó, thấy à? Dễ dàng. Nhưng mà nên nhớ để ý stamina. Đó, để ý stamina chứ không là bị tụt huyết áp và rớt mạng dưới là kỳ cục lắm luôn á. Ok, để mình lên trên kia cái mình đi, nãy giờ mình lụm trứng thôi. Rồi ok. Bây giờ trong người con này có 2 nào 32 40 rồi 207 5 cái trứng đi, nhưng mà một cái trứng là mình lấy rồi. À, mình lấy với lại mình gom hết mẹ mấy mớ trứng này theo luôn. Gom hết, gom hết. Ôi nó nặng vãi. Nặng lắm luôn á, chứ không phải nặng thường nha. Mấy cái trứng này đúng kiểu nặng luôn, 50 kg một một trứng. Con rồng đi hết nổi luôn bạn. Con rồng đi hết nổi luôn. Chà. Vậy thì bây giờ chỉ có nhờ con rồng lên level thôi. Không bay được luôn, không không làm gì được hết. Chết rồi, cái trứng này chắc phải giục lại mấy mấy cái trứng nhỏ nhỏ thôi. À không. Dục lại cái trứng level cao hả? Không, trứng level cao mình phải đem bên kia. Mấy cái trứng nhỏ thôi, đại trứng nào cũng được, lấy ra 207 32 level 4. Lấy mấy cái trứng này ra ngoài đi. Đó, ít nhất là nhảy được mới được nha. Không, chưa nhảy được luôn. Cái gì vậy ta? Rồi để 4 cái trứng lại đây. Trứng này là cũng không hư đâu bạn ơi, mình thấy nó cũng là thời gian hư lâu lắm, cho nên mình nghĩ là cũng không hư đâu. Được rồi đúng không? Ủa gì à? Móc gì đây? Ok. Mình về đến nhà rồi đúng không? À mình quay hướng này là mình về nhà đúng không? Ok. Mày tăng quay lên mới được. Ui, cạp chết con này luôn. Wow. Mạnh nhờ. Ui. Bay lên xong vồ một cái chết luôn ạ. À. Được, được bạn ơi. Mình chịu lắm. Khoan, cái đây là đâu vậy nhỉ? À, bên kia. Để coi mình coi cái nhà mình ở chỗ nào coi đó. Đây đúng không? Giờ đi vòng một khu này đúng không ta? Đúng rồi. Hồi ơi, băng qua. Chết nè. Sút. Trời ơi. Đâu? Ghê. À, khúc này về nhà nè. Hình như bữa hở mình nhớ đằng kia có một con rắn thì phải. À, mình nhớ đằng kia có một con rắn thì phải. Một khúc này bay là sướng luôn á, đủ stamina là bay thoải mái luôn mà. À, cái con này con Tego nó vẫn nằm đó kìa.
À đằng kia, thấy rồi. Ủa level 9, ủa level 9. Ở à, đây đây đây, đây còn con nữa. Level 200 mà. Cái chỗ này setup quái thì đâu, ở đằng kia nó rộng các bạn. Đằng kia nó rộng hơn á, mình setup nó dễ hơn á. Con này level 200 nha. Ok. Cất trứng xịn ở nhà cái. Đi con rồng là bây giờ nhanh lắm bạn ơi. Chút xíu là tới nhà liền. Chút xíu là tới nhà liền. Con này thì chừng nào mới được cái bằng cái con kia của mình. Mình về mình ấp thử trứng này nữa coi. Ôi được mày, mày vô nhà muốn sập nhà của anh ta luôn ông ơi. Cút 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 ra ngoài, cút ra ngoài giùm. Ôi, chơi nó phải có tự trọng chứ, mà chơi như vậy chết rồi. Quất một cái nhảy vô cái nhà muốn thiếu điều muốn rụm luôn cái nhà. Bạn biết là cái nhà của mình là cái nhà nhà gỗ mà, xây nhà theo kiểu gọi là truyền thống dân gian dân tộc mà bạn. Để con đó nó nhảy vô chừng 3 phát như vậy nữa thì thôi luôn. Chắc không thọ. Too hot. Bữa hổm là up được người ta giờ too hot là sao? Incubatin đi. À chắc là do trời nóng quá. Cái này phải giờ để chờ buổi tối mới được. Có cái nào mà không có năng lượng không vậy? Cái này cũng có năng lượng, powered hết nè, đang khè hết mà. Hay là bữa hổm mình mới phá ra gì đâu có, mà bữa hổm mới ấp cái con trứng sao. Vậy là do trời nắng mà, do trời nắng. Trời nắng mày, tao làm thêm cho 3 phát nữa. Tao đây có 3 cái nữa nè. Nắng đúng không? Nắng đúng không? Ê, too hot. Ok, bây giờ mình nè. Đó, incubatin trong 16 giây nữa, 16 phút nữa. Cần có một cái nữa là đủ rồi không? Đây. Ok, bây giờ áp trứng ở nhà. Ủa áp trứng nó có chết không ta? Sao chết được, mát mà. Kệ đi, không sao đâu. Rồi, bây giờ mình đâu rồi, con rồng rồi. Mình đi qua kia mình xây cái bẫy, bắt con rắn luôn, về nhà là thành cái con kia luôn. Về nhà là áp trứng rồng. Áp trứng rồng xịn lại. Leo cao lên, bay cái tới đằng kia luôn nè. Ủa đâu rồi? Hình như xuống hơi quá rồi đó. Leo lên. Đây nè, không, leo lên, tuốt lên đây xong nhảy cái tưng bay nè. Này là bay qua tới kia chắc luôn nếu mà đủ stamina. Nếu mà đủ stamina. Không, mình xây cái bẫy ngay đây bạn ơi. Rồi mình xây cái bẫy ngay đây đi. Dọn dọn rác. Dọn rác. 200 level thì mình nghĩ chắc cũng. Ui. Không chết. Ui, tụi mày không chết. Ui 200. Bò cạp level 200. Ghê. Rồi bây giờ mình trước tiên là mình xây foundation trước. Foundation. Ok. 5. Chỗ nào bằng phẳng nhất á, xây một cái foundation xong rồi cái mình sẽ đằng kia có cái bẫy của con kia nữa. Xây foundation ngay đây đi. Vậy đi. Rồi. 3, đúng rồi. Đúng chưa? Xây nhẹ nhàng thôi. Ủa đâu rồi?
Rồi. Đẹp. Vậy được chưa ta? Vậy có đủ không? Không, này còn nhỏ lắm, không được đâu. Thêm nữa đi. Tại con rắn nó cũng bự mà bạn. À, con rắn nó cũng bự mà mình thì mình không muốn rắn nó chạy ra trong lúc mà mình đang xây đâu. À, mình đang tem đâu. Cho nên là quyết định là mình xây nó đẹp đẹp chút đó, rộng rãi. Ok, rộng rãi liền, còn ba cục xây hết luôn. Lỡ các bạn. Lỡ rồi. Rồi, ok. Xong rồi xây tường lên. À, xây tường lên, tường 52 cái luôn. Ghê chưa? Ghê. Ok. Xây tường lên. Đằng kia, đằng kia. Một cái rồi, đúng rồi, nãy là phải xây hai cái, tại một cái là nó chui ra được là cái chắc. Chắc chắn luôn. À, một cái mà nó chui ra được là cái chắc. Đó. Ôi chết mẹ. Sao đi ra cái mới mới đặt cái nào mà nó còn còn thời gian không ta? Còn thời gian à, bít đắp. Ok. Vãi lờ thật. No, nhảy lên em ơi, nhảy lên, cứu anh phát này cái chết mẹ rồi. Ok. Rồng ơi, cứu tao. Rồng ơi, cứu tao. Mẹ tự nhiên quên vụ con rồng, đem con rồng vô. Rồi bây giờ nó lại không vô được nè, mới ghê đấy chứ. Má nhảy kỳ vậy bạn. Rồi đó, đẹp rồi đó. Oh shit. Mất luôn cái tường mới nhục đi chứ. Trời ơi, phải xây vách tường lại rồi. Chơi dại rồi bạn ơi. Ôi, mà cái lỗ này rắn ra được không ta? Chắc mình nghĩ là năm vô là đẹp với gì đúng không? Ồ, quên. Đứng ra vậy là chút xíu là phải giải cứu con rồng nữa. Gì? Con nào đánh tao? Con nào đánh tao? Chán sống. Kiểu như thích ăn cơm muốn không thích thích ăn nhang. Được được bạn, mình bạn thích thì cho mà ăn luôn. Đây ở đây farm nhẹ mấy cái này, cái này nấm ngáo nè, này nấm ngáo nè, lạng sạn đi vô đó là bị nó ăn nấm ngáo đó. Rồi chế một cái tường. Mà tự nhiên xây bao sao nó dính trong đó luôn. Mình quên mà không có xây cửa. Tay con rắn là chắc không cần xây cửa đâu. Rồi đẹp rồi đó. Đẹp rồi đúng không? Bây giờ con rắn nó sẽ đi hướng kia vô đúng không bạn? Được. Lấy cái này ra đây. Đúng rồi. Không, tao không cần. No, không có xây chéo vậy. What the fuck, cái gì vậy bộ? À, cái chó này nó chỉ xây chéo thôi. Nó phải
nó phải có cái xây ngang vô chứ, đúng không? Chết rồi, vậy thì không được rồi. Hay xây cái này ra trước. Bây giờ lại xây được. Bây giờ lại xây được, còn nãy xây không được, lạ thật. À, vậy là phải có cái foundation trên kia thì nó mới 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 lên được. Thôi chết rồi, cái này căng đây chứ. Mẹ, ở đây nè, được rồi nè. Làm chỗ cho con rắn đi lên thì cũng cực dữ vậy hả ta? Là phải xây thêm một cái dưới đây nữa hả ta? Cần stone stone nữa. Cái em đặt một cái pillar đây rồi mới mới cái cột ở đây mới được. Ok, từ bạn để mình nghiên cứu mình chế sao cho nó gọi là vô cùng đẹp đẽ đây cái mới được. Sao rồi giờ giày xe không được nữa là sao vậy cha? Ngáo đòn rồi. Lại thêm một cái nữa. Vậy được không? Vậy là được chưa? Mẹ, cái game mà xây bài xây ngu vãi lờ luôn. Vậy là mình phải xây một cái này đây hả? Không được, không xây được là không xây được. Nó bị gì đó. Ồ, nó bị gì đó, nó xây đây không được. Ồ, nó xây lại xây trên kia, thằng cứt rồi. Gì nữa vậy? Chà, căng nhỉ. Không xây được mới là nhục tôi chứ. Vậy là ok nè, vậy là bây giờ chỉ cần xây thêm một cái nữa thôi cho con rắn nó bò lên thôi. Bây giờ lại không xây được mới nhục. Trời ơi, bị lắc 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 giật 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 giật. Xuống đây được cái không ta? Xuống đây được cái. Xuống đây rồi nếu mà xây thêm sao ta? Khó thật, không có cách nào xây xây chĩa ra hết á. Ừ, không có cách nào xây chĩa ra đây hết á. Ta đâu có mướn, ta đâu có mượn. Sao cái foundation này nó thấp quá vậy?
Kỳ vậy trời. Xây cái cột lên thì nó không tới. Cái này mình phải nghiên cứu thêm quá. Mất mẹ hai cột nữa rồi. Là xây cái cầu thang này ta. Cầu thang rắn bò lên được không vậy? Để từ để mình xây thử hai cái cột ra cái. Từ từ từ, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, mình còn tính toán được. Để coi má, xây xây nhà này nhức não lắm bạn, không đùa đâu. Vậy đúng không? Ừ. Vậy cái mình xây cái này lên đây đúng chưa, nó hơi bị xéo một chút rồi, nó hơi bị ra quá. Từ từ backup lên lại. Đó, được rồi chứ, được rồi chứ. Bây giờ xây năm lên một cái đúng không? À, xây năm lên vậy sẽ được. À, nhưng mà năm vậy thì nó đâu có leo lên được. Đúng không? Cái gì vậy ta? Mình lừa gạt thật sự luôn. Bây giờ lại xây lên không được là sao? Cái kỳ vậy? Ôi cái game này xây nhà ngu thiệt luôn á. Xây lên vậy là mình phá cái này đúng không ta? Là sập hết luôn. À, hay là xây cổng ta. Mình đập hết này đi, mình xây một cái cổng ra. Xong rồi mình đóng cái cổng lại. Được không ta? Thiệt luôn á. Lùng nha lùng nhùng thiệt luôn, cay vãi. Không xây được cái chỗ này, chỉ cần mà xây xuống được một cái nữa thôi là đẹp rồi. Nó lại không cho mới nhục chứ. Thôi mình dựng cái thang lên mới được, mà cái thang này thì sao? Cái thang này thì tuyệt vời lắm. Để thử 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 cái thang ngay ngay đây kìa. Từ đi đập đá một cái khổ ghê luôn, mình cứ tưởng là xây hai cái máy xuống xuống được xuống đẹp là dễ rồi. Xây hai cái máy xuống đẹp là dễ rồi, đâu có biết, đâu có biết chơi game mà khó dữ vậy đâu bạn, chịu luôn á. Xây cầu thang lên vậy thì sao, rồi xây tiếp một cái cầu thang nữa được không, rồi tiếp một cái cầu thang nữa thì sao, để coi mình thể tiếp một cái cầu thang nữa coi được không. À vậy cũng phải cần foundation. Nhưng mà vậy thì mấy con rắn lên được không ta? Để thử nha bạn. Vậy là phá hết mấy cái này đi. Thiếu foundation dưới đây. Vậy thì mình đặt cái foundation theo kiểu là cái dạng này đúng không ta? Cái dạng này thì được sao? Được không? Nghĩ được chứ hả? Ui. Vậy thì ngon quá luôn á. Được bạn ơi. Hợp lý, được. Chơi thôi. Stair, tháp đúng không? Tháp đi kìa. Ê, hợp lý vô bạn ơi, dứt. Mình đập thêm khoảng chừng mấy cục đá này nữa. Xong rồi vô chặt cây, ra tháp gỗ, làm hai cái cây cầu thang nữa, mình chắc là con rắn nó cũng lên được thôi. Mình nghĩ là cái đó nó cũng dễ lên chứ không phải khó đâu.
Ừ, hy vọng vậy. Tôi chặt cái cây gì đâu có 200 vậy bạn. Cái cây gì có 200 vậy? Cái cây này có thế được không ta? Mình nghe nói có cái Fuga Wood này thì nó cũng thế được đúng không? À quên. Ok. Mình phải chế 3 6 cái. 6 cái là đẹp đúng không? 4 4 4 cái, 4 cái rồi, hai cái foundation. Rồi đẹp rồi đó. Rồi. Ơi, hy vọng là con rắn nó sẽ lên được. Rắn mà không lên được cái dáng này thì thôi là kèo này mất hết. Kèo nó mất trắng rồi ơi. Còn không thì phải xây foundation cho nó lún xuống xuống đất luôn. Để làm gì? Để cho cái cầu thang này nó thiệt là đẹp luôn. Để nó xây foundation đây đâu. Vậy là chống được chưa bạn? Vậy là chống được chưa vậy? Nè, được nè. Ui. Vậy thôi khỏi cái này luôn. Quỷ cái này luôn đi luôn. Oh no. Sao vậy nhờ? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy bạn? Tại sao mình lại mất mất hết vậy? À, vậy là do cái foundation bên đó thì mình mới xây được cái bên đây. Vậy thôi. Dễ. Vậy đi. Thêm một cái nữa. Rồi, đẹp chưa? Ngon chưa? Ừ. Rồi bây giờ à, ôi. Bây giờ thì mình cũng làm như vậy ở bên kia luôn. À, con rắn nó vô đây. Nó mà vô rồi thì mình đứng đây mình thả trứng xuống thôi đúng không? Ôi dễ. Dụ rắn lại em ơi. Dụ rắn lại thôi. Cái này thì con rắn này thì chắc cũng mình không cần bay làm gì nha. Nhưng mà nó nằm ở đâu vậy? Nãy quên mất rồi, nãy không để ý. Hình như ở đây thì phải. Đây đúng không? À đây nè. Ê. Ê. Chạy. Chạy 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 chạy. Bò theo mình bạn ơi. Đến đây bạn ơi. Đến đây nào. Ủa, phải phải con level 200 không vậy ta? Đúng mà đúng không? Con nó nằm đó mà. Rồi đâu có tiêu rồi? Đâu rồi? What the hell? Chuyện gì xảy ra vậy? Trời, nó ăn con kia, tao đâu có mượn mày mày. Khổ ghê luôn á. Vậy là phải dọn đường cho nó bạn ơi. Dọn đường thôi để nó phân tâm lắm. Trời ơi, xuống đây. Lên đây bạn ơi. Ủa gì vậy? À, con rắn này nó sợ ngại con rồng. À, thì ra là ngại con rồng bạn. Mình bước xuống thì nó còn dí. Chứ còn nó mà nó đi theo con rồng là nó không dí. À, chạy 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 chạy. Lên đây bạn ơi. Mẹ rắn bò ngu vậy. Lên đây. Đúng rồi. Đi bạn ơi. Rồi, hết hết rồi, hết nữa rồi. Gì vậy? Ui né liền, hồi né liền. Điên. Điên. Né. Né liền, dí theo bạn ơi. À, không trúng chứ đâu có né được cái pha đó. Né. Né. Lại đây. Đừng có bỏ chạy. Đừng bỏ chạy. Lại đây. Ê. Con xà mẫu này. Mẹ tới đích rồi mà cũng vậy nữa là sao bạn? Lú lên. Né. Ôi né liền. Trời ơi. Cái này thì dễ quá ha. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Lên đây.
Vô rồi đúng không? Hi hi, tao chấp mày chạy ra được á con. Đó, tao chấp mày chạy ra được á. Này này này. Trời ơi. Đây 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 đây. Nè, vô đây cái mình thả trứng ra. Là đẹp đúng không? Ủa trứng đâu? À trứng đây, thả ra. No. Cái gì vậy? Rồng phải chạy vô là bắt rồng ra bạn, để con rồng con rắn mà nó đánh con rồng một cái, con rồng cạp cho mà chết á. Bay ra rồi ăn trứng đi em. Ăn trứng đi. Sao mày bò ra được, mày không bò ra được đâu, vô rọ rồi con à. 4 cái trứng chờ nó ăn trứng thôi. Rồi nó có ăn không vậy? Hay là mình thả ngay chỗ này nó lại không ăn nhờ? Ăn đi em, ăn trứng đi, chưa đói bụng à? Chưa đói bụng chăng? Nào tao giục mấy cái trứng đằng kia rồi kìa, ăn đi. Ăn đi em. Cái này phải đánh cho nó một cái bạn. Cái này phải cạp cho nó một cái để cho nó hết máu. Con này 3k1 máu thì cũng gọi là vãi lờ đấy. À, để cho nó hồi máu thì nó phải đói đúng không? Đói thì nó mới hồi máu được, hồi máu nó mới đói. À, đấm nè, đấm nè, đấm nè, đấm nè, đấm nè, đó, 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 ăn đi. Đói đi em, ăn trứng đi, ăn trứng của anh đi, anh thả xuống rồi đó. Mà sao kỳ vậy, sao nó lại không ăn nhỉ? Phải đưa trứng ra, phải lẻm liền cho em. Lẻm không? Sực trứng. Sực đi em. Sực trứng đi. Trời ơi em ơi, ăn trứng đi. Cái trứng ngay đầu mày đó mày không ăn. Mày không có chui ra được đâu. Tao biết là vô rọ rồi. Ok. Ăn trứng chưa? Chưa ăn bạn ơi, chưa ăn trái nào hết. Ô con rắn lạ nha. Tao thả trứng con rồng róc rây ra đẹp thế mà nó lại không ăn. Thôi bò đi. Bỏ đi cái gì bạn ơi, không có chạy được đâu. Quay lại ăn trứng đi. Ok, quay lại ăn trứng đi. Nè, quay lại ăn trứng đi nè. Ăn trứng kìa. Trứng kìa, sực vô. Ăn liền. Ủa sao kỳ vậy? Rắn là nó ăn chay hả bạn? Hết tháng 7 rồi. Ta không ăn chay nữa bạn ơi. Rắn ăn chay. Rắn ăn chay rồi. Nhưng mà 40 thì... Nào, rắn gì vậy bạn? Rắn gì vậy? Ăn đi em. Sao kỳ vậy ta? Mình để cái trứng đó nó phải ăn chứ. Gần lắm mà bạn. Nó cũng quay đầu để hướng này hoài mà. Chứ đâu phải là nó không thấy trứng đâu. Chắc chắn là nó thấy. Chắc chắn là nó thấy. Mà tại nó chưa đói chắc. Chắc là nó chưa đói. Khi đói lại ta đánh cho mày hồi máu. Mày phải đói. Mày phải đói con à. Lần này tao xài tới cái búa luôn. Ú gì vậy? Gì vậy? Cạp. Ú cạp. Ú cạp. Ui da. Ghê nhờ. Ghê nhờ. Mày không ăn trứng tao đập mày chết. Trời ơi, mày không ăn trứng tao đập mày. Ăn trứng đi, ăn trứng đi, ngoan đi. Ngoan đi, ngoan đi, ngoan đi. Không ăn trứng tao đập mày chết. Trời ơi. Sao nhờ? Sao con rồng nó lại không ăn trứng nha? Quên con rắn này nó không ăn trứng, kỳ lạ thật. Ơi, gì đây trời? Chuyện gì đó mới xảy ra với lại con này của mình vậy? Mình để trứng vậy mà nó không thèm ăn là sao?
Hay là tao phải nhảy lên đó tao thả trứng vô lại. Vô lý, vô lý. Điều đó là điều vô lý. Ui da. Ui da. Cái gì vậy bạn? Làm gì căng bộ? Ủa, mẹ cái này chỉ vô con rồng không? Không được. Tới đứng đây mình thả thêm mấy cái trứng này đây nữa mới được. Ủa, quên trứng ở dưới hết rồi. Mày thả hết vô luôn, chắc là thấy nhiều nó mới ăn bạn. Chê ít. Mẹ mày ra rắn cũng khó tánh nữa. Mày đặt chê ít chê chê nhiều nữa, khổ ghê nơi luôn. Nè. Đó, nhiều chưa? Nhiều chưa? Vậy mà còn không chịu nữa thì thôi luôn á, tao à mày luôn á. Thôi đứng để chi mày, chắc nó ăn lâu lắm bạn ơi. Con này 200 lần. Mình để im coi. Mình để im coi nó ăn không, mình quay về nhà mình coi con rồng của mình cái. Con róc rây của mình cái. Nở rồi kìa. Nở rồi, nở rồi, nở rồi, nở rồi. Basilisk mình còn cái này đúng không? Mình cho nó ăn. Ôi con này thì giống như con kia. Con này cho mày ăn cái này nè. Ăn đi em. Lên food. Thôi thoải mái luôn bạn, thoải mái luôn. Gì? Rồi con rắn. Ôi, nó chui xuống luôn à. Ôi tao ạ mày luôn. Trứng thì mày không ăn. Thấy mẹ mình rồi bạn ơi. Leo lên. Hên quá. Không sao hết. Nhưng mà con rắn nó ngủ rồi. Sao vậy nhờ? Nó không đói hả? Mình giục nhiều trứng vô lắm mà ta. Mình nhớ vậy là nó phải ăn đi chứ. Bây giờ nó lại không lên luôn. Nó không lên luôn bạn. Ủa là sao vậy? Anh em, cái này là sao vậy? Chuyện này là như thế nào đây bạn? Nó quyết định là nó không lên luôn. Mợ rồi, con rắn này nó bị lắc rồi bạn ơi, mình không hiểu được, mình không hiểu. Why? Why? Tại sao lại có chuyện như vậy được? Rất là lì nha. Con rắn này kỳ cục lắm luôn á, mình để trứng quá trời nè, sao nó lại không ăn mà nó lại chui xuống luôn, bây giờ mình vô nó cũng không.
mình vô luôn, nó cũng không theo kiểu như là nó tỉnh vậy luôn, hay là buổi tối nó lại ngủ. Làm gì tối lại ngủ. Mẹ tao dụ con rắn kia lại nữa, hai con luôn. Tao quá bực mình mày rồi. Con rắn này nó bị lắc bạn, con rắn level 200 mà ngu. Rắn level 200 mà ngu. Mình đằng kia còn một con nữa, hồi nãy mình mới thấy. Mẹ dụ lại cũng cực lắm chứ bộ, đâu phải muốn dụ là dụ đâu. Nè đây nằm đây nè. Con này level nhiêu vậy? Level 9 nè, đẹp rồi nè. Tính ra con này còn level nó còn đẹp hơn con kia nữa. Quên, cái màu nó còn đẹp hơn con kia nữa. Né né né. Rồng mình mà nó bị phun mấy cái thể loại độc điếc này thì nó nhầm nhò gì bạn ơi. Mẹ chạy rồi. Nó cảm giác đánh không thấm bạn. À, cảm giác đánh không thấm. Nữa nữa tao đâu có mượn mày. Ê ê, cái con rồng này nó bá đạo tới mức mà rắn mà nó không dám đánh luôn bạn. Nó thấy mà mình cưỡi con rồng này nó bỏ đi luôn, kiểu như là không thèm chơi luôn bạn. À, không thèm chơi với nhau luôn. Ồ, còn con rắn kia thì nó lại phế vật này. Phải chui vô đi em. Rồi đó. Con kia nó cũng không lên nữa. Con kia nó cũng không lên nữa. Nó nằm dưới đó luôn rồi. Không hiểu nó bị gì luôn. Con này cũng không ăn luôn. Ủa sao vậy bạn? Con rắn này bây giờ nó lại không ăn trứng à? Hay là chơi chơi kỳ vậy? Ô, rắn nó không ăn bạn ơi. Ôi chà, trời ơi, cái gì vậy bồ? Phun độc gì? Phun này mình đâu có chết bạn. Phun này mình đâu có chết, tại vì mình có cái bình, có cái mà đồ bảo hộ mà. Đồ bảo hộ mà. Chủ yếu là mày ăn giùm tao đi. Mày ăn giùm tao đi. Làm ơn ăn giùm tao một trứng thôi cũng được. Không hiểu bạn, cái này là sao vậy? Sao nó không ăn vậy? Lạ thiệt luôn, dạo này game lỗi à? Sao vậy nhờ? Đáng lẽ là mình thấy là người ta vô là người ta ăn là dữ lắm mà bạn. Hay là trứng này nó có vấn đề? Đâu có trứng, mà trứng này là trứng xịn rồi đó bạn à. Trứng này mình mới lượm ở dưới kia luôn á, lên là trứng xịn lắm luôn á. Nó lại không ăn là sao vậy Rồng? Mày có trả lời cho tao được không?
không có một chút gọi là timing nào cả. Đói bụng không? Đói bụng không? Ăn trứng đi em. Ăn một trứng đi. Không hiểu được luôn. Mình cảm giác bị bất lực bạn, cái này thua. Cái này mình không làm cách nào được hết. Chứ vậy là sao? Vậy là nó không ăn rồi sao? Mình nhớ là con này nó chỉ có ăn trứng thôi. Mà hai con không có con nào ăn hết. Hai con không có con nào ăn hết. Hay là mình phải cho nó gây đam? Gây đam gì vậy bồ? Còn con kia bây giờ nó bị ngáo luôn rồi. Bây giờ nó chui xuống dưới luôn rồi. Bây giờ nó không lên nữa luôn. Lạ thờ lạ đời thật sự luôn. Anh em nào biết cách khắc phục không? Hay là mình xây cái bẫy này sai? Đâu có, mình thấy người ta là cũng làm vậy rồi à. Mình thấy người ta cũng làm vậy, mình ta tem được con rắn á. Mà mình sao mình làm vậy, con rắn nó không tem được. Lạ vậy. Bỏ công ra xây bẫy xong rồi lụm trứng về, xong rồi xây về rồi sao vậy bạn? Ủa kỳ vậy. Cái này anh em biết cách nào gọi là sửa chữa không? Hay là phải xây cái cổng nha. Mình thấy người ta có xây cái cổng nữa mà mình thì mình không có xây cái cổng á. Kiểu như tại mình làm biến á, mình nghĩ là nếu mà nó ăn thì nó ăn ở trong đây thôi. Xây cổng làm gì? Lạ thật. Không hiểu được. Vậy là mình phải làm cái cổng thôi bạn ơi. Con rắn này nó lại bị lắc rồi nữa. Khổ ghê luôn á. Hai con rắn này nó bị nhốt như vậy rồi. Mày tao bỏ đói cho mày không ăn là mày chết đói đó con à. Mày không ăn là mày chết đói đấy. Mình thấy người ta vậy là ăn rồi, xong rồi mà. Còn thiếu cái gì nữa vậy ta? Chờ mình xíu coi. Khó quá, không hiểu luôn. Bây giờ đập mấy cái cổng rồi đi, bớt xây cái cổng mới được. Mấy cái cổng này không có xài nữa, hồi đó tem con cua á bạn. Xây cái cổng này, xây một cái cửa nữa là đẹp. Thát hả? Thát. Nhiều thát lắm. Kỳ quá à. Mình nghĩ là nó phải ăn chứ. Hay là nó không đói ta? Cái game này cái thú nó đói lâu dữ vậy luôn hả? Mình không tin. Đáng lẽ vô thấy trứng là phải lẹm lẹm liền chứ ở đó mà đói. Thấy là nó không đúng rồi đó bạn. Cái này đặt cũng không được nữa. Chơi không? Đói đi em. Đói đi. Còn con kia bây giờ nó không lên luôn. Bây giờ mình không biết dụ nó bằng cách gì luôn mà. Đói đi. Hồi máu đi em. Hồi máu rồi đói cho anh coi. Ví dụ đói cho tao thì ăn cái trứng là sao? Không được bạn ơi, cái này là chắc là mình phải có vấn đề vậy rồi. Cái này là chắc không lẽ là vô cái bẫy ta. Temple Passive là sao? Không hiểu. Ô. Con rắn kia đâu rồi? Ô, con rắn kia mất tiêu luôn rồi bạn ơi, nó lắc á. Ô, nó bị lắc nó mất tiêu luôn rồi. Nè con Basic do not tem be... Do not want to be tem right now. Hả?
do not tem right now. Tại sao? Tại sao lại không 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 bị không muốn bị tem ngay lúc này ta? Còn con này thì sao? Con này cũng hồi máu nè, hồi máu nhiều lắm rồi đó. Do not tem right now. Nó có ăn được cái trứng đâu chưa ta? Không, cái này 7 cái trứng mình đâu có tin, nó không có ăn được cái nào luôn á. Mẹ, hồi máu đi, ăn trứng vô em. Hay là mình có vấn đề với cái 7 ta? Hay là mình phải lụm trứng xong rồi mình mẹ, tóm lại là bây giờ phá cái 7 ra trước mới được, chứ như vậy không ổn. Rõ ràng nó không muốn mình là bạn lại, bạn chỉ vô cái con cái ụ đó là bạn sẽ thấy nó có cái chữ nè. À, Basilisk do not want to be tamed right now, là nó không muốn bị tamed ngay giai đoạn này. Lạ vậy, là nó có vấn đề gì vậy? Là cái 7 này nó có vấn đề. Thôi vậy thôi, phá cái 7 ra thôi bạn, phá cái 7 ra thôi. Rồi đó, đi ra đi. Không hiểu được. Cái này, cái 7 mình thấy người ta cũng làm vậy mà người ta tem được các bạn. Vậy thôi, không được thì thôi, phá đi thôi. Thả tụi bay ra nè, cho tụi bay tự do đó. Ê, ở đây. Cho tụi bay tự do đó, đi đâu đi đi. Cái gì vậy trời? Bò ra đây. Nó bị vô 7 bây giờ nó không bò ra được luôn bạn, lạ thật. Cái đuôi cắn không được. Mình không hiểu luôn á, bây giờ là sao vậy? Mấy con rắn này vô 7 cái điên luôn rồi bạn ơi, nó bị điên luôn rồi. Rồi bò đi đâu vậy? Bò là ăn trứng hả? Cái này bây giờ mày bò là ăn trứng là tao giận luôn á. Mẹ nãy giờ tao chờ mày có ăn trứng thôi mà mày không ăn. Bây giờ mày, tao lại đây cái mày bò là mày ăn trứng hả? Giỡn mặt. Ôi, mình cũng không hiểu luôn. Thua. Gần như là không có cách nào luôn mà. Mẹ lụm có nhiêu đây trứng, yếu luôn, đi không nổi luôn. Mẹ phá hết mấy cái bẫy ra. Ây da, hên quá. Cái này mình không bị sao hết. Rồi cái con này bây giờ nó lại nhất quyết là nó không chịu trồi lên luôn bạn.
Mẹ con rắn mà nó tới mức mà nó không muốn bị tem giai đoạn này luôn rồi, bạn biết cỡ nào rồi. Mẹ con này hồi máu đúng ghê luôn bạn, đúng kiểu là hồi máu xịn luôn á. Đúng kiểu hồi máu xịn luôn á. Mẹ hồi máu giờ là 4.000 rồi kìa. Chịu. Mình không rành vụ này. Mình thấy là người ta để trứng xuống là nó ăn đủ thứ hết á. Bây giờ nó để trứng xuống là lại không ăn. Này, ăn trứng đi em, ăn trứng đi. Ăn trứng đi kìa. Không ăn trứng. Thật là lạ lùng. Bó tay. Cái mà không lẽ giờ cái tem con này hết được rồi bạn. Nữa mẹ nó cứ vòng vòng khu này hoài. Mình phải dụ con level 209 này đi mới được. Để mình bắt con level 200. Khổ công xây cái bẫy dữ dằn lắm luôn. Xong cuối cùng tem được. Vô duyên hết sức luôn. Mình cũng không hiểu kiểu gì luôn mà. Nè, tao đố mà dám lại cắn tao. Ủa thiệt luôn hả? Thiệt luôn bạn. Nè mày lên đây. Thôi lặn xuống đi. Lặn xuống đi. Nó không dám đánh con rồng đâu bạn. Nó không dám đánh con rồng đâu. Con này bây giờ nó nhất quyết là nó không lên luôn. Mày ngon mày lên thử một lần tao coi thử coi. Bây giờ nó chui xuống như vậy là đâu có làm cách nào để mà kêu nó lên nữa ta. Chịu luôn rồi đó. Mày lì tới mức này thì thôi tao cũng không muốn bắt mày làm gì luôn á. Ra đi em. Ra đi. Nào chạy đi em ơi. Là sao vậy? Bây giờ nó không lên luôn bạn. Con rắn này nó bị điên rồi. Game lỗi thiệt sự. Hồi 4.000 máu luôn kìa. Lẻm cái trứng chăng. Ê, ăn cái trứng. Ăn được rồi. Lên level rồi. Shit. Đây rồi bạn ơi. Vãi lờ ạ. Ôi ôi. Tao lại mày luôn á. Mình wow. Cuối cùng nó cũng ăn. Ủa con rắn này là có cần yên không? Cần yên. Basilisk Shadow. Level 85 mới tem được. Ôi ôi. Ok, đứng im nó đi. Vậy là nó ăn bạn. Ok, chờ mình xíu. Trời ơi. Chờ tao xíu, đứng im nó đi. À vậy là nó ăn được bạn thấy không. Mà lâu ghê luôn á. Mà kiểu gì á. Có vẻ như là mình xây bẫy nó không được hay sao. Không hiểu. Cái game nó bị gì á. Còn con rắn 2 level 200 kia thì lắc luôn rồi. Bây giờ nó không ra nữa luôn. Không biết ăn ở kiểu gì. Tới con rắn vẫn còn chê mình nữa.
Con rồng kia nó xong rồi kìa. Ok. Để mình chế Basilisk Shadow, Basilisk Shadow đây. Metal God hơi thiếu, thôi Metal God tao cho mày. Chút nữa tao lấy trong lò ra cho mày mấy trăm xài chơi. Đâu rồi? Ok. Hơi nặng rồi đó. Gửi trứng vô cho con kia bớt rồi. Không không nhảy được nữa rồi. Nặng quá, nặng quá. Con 200 nó mình nghĩ là nó bỏ vô vậy nó cũng ăn chứ mà tại nó ăn lâu thôi mà mình cũng không hiểu tại sao nó lâu như vậy luôn á. Ôi, ghê thiệt, bởi vậy đâu phải là dễ đâu bạn. Level 85 mới tem được mấy con này đâu phải là dễ đâu bạn. Rõ ràng nó phải có cái chất riêng của nó chứ, đúng không? Lao xuống nước mẹ luôn à. Con rắn kia vô dụng luôn à. Con rắn kia vô dụng luôn à. Được quá nha. Ôi nhanh quá. Ôi cha cha cha. Ôi ghê quá. Được quá nha. Được lắm luôn. Ghê ghê ghê. Shit. Đẹp quá ta. Con này cũng màu xanh cũng ngầu đấy. Con này mà đi xuống nước chắc là trùm luôn. Ôi, đã luôn. Ngon lành. Mẹ đi dưới nước con này đi lâu quá. Đi cũng chậm rì chứ có nhanh được đâu. Đi cũng đúng đúng kiểu chậm luôn. Con 200 mà đi trên bờ thì lẹ vãi lờ luôn nè, thấy không? Ôi lạng à. Lạng qua lạng lại sướng chưa? Cạp nè, chết liền. Ui ôi. Phun nọc nè, có lặn xuống không? Có lặn xuống không? Gì vậy? Cái người nó xì xì đó gì vậy? À vậy là con này cũng không lặn xuống được luôn. Ok. Bó tay, con này nó bị lì luôn à. Nó bị kẹt mẹ luôn rồi. Bây giờ mình chắc có nước mà phá hết nhà này ra thì nó lâu lâu nó mới bon lại thôi chứ còn con này nó bị lắc à. Xui thật sự đa. Tem con level 200 cuối cùng tem được con này. Tem được con này level thấp chẩm nhưng mà cũng được, kệ con rắn là được bạn ơi. Thôi ok, mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ đây là một like và đăng ký ủng hộ channel mình. Cảm ơn mọi người.